Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knew 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. AT viết tâm thư xin lỗi sau tấm ảnh nghi ôm bạn gái cũ Quang Hải, bất ngờ nhắc đến thầy BinZ. Có thể nói năm 2020 là năm thị phi của Huỳnh Anh, khi cô nàng liên tiếp vướng ồn ào liên quan đến vấn đề tình ái. Câu chuyện chia tay Quang Hải còn chưa kịp nguội thì những tin đồn khác lại ập đến với cô nàng. Mới đây nhất, netizen lại truyền tay nhau hình ảnh được cho là story của bạn gái cũ RT. Tài khoản này đã đăng bức hình một cô gái đang ôm chàng trai. Điều đáng nói ở đây là chiếc áo đỏ đó lại trùng khớp với trang phục Huỳnh Anh từng mặc. Trước đó, tin đồn Huỳnh Anh hẹn hò với RT được lan truyền khắp nơi sau khi đoạn status thích La Thanh Long được cô nàng cố ý viết không giấu. Cư dân mạng cho rằng đó chính là Lã Thành Long, tên thật của RT, thí sinh đội Vinz của rap Việt. Mạng xã hội đang xôn xao khi truyền tay nhau hình ảnh được cho là story của bạn gái cũ RT. Tài khoản này đang bức hình một cô gái đang ôm chàng trai. Điều đáng nói ở đây là chiếc áo đỏ đó lại trùng khớp với trang phục bạn gái cũ Quang Hải từng mặc. Kèm theo đó là caption, Ủa, gửi ảnh tuy chi? Ok, hạnh phúc nhé. Thương cho những cô bé chỉ mãi đứng trong bóng tối và hiểu cho cảm giác tôi từng trải qua. Nhiều người đồn đoán chính Huỳnh Anh là người gửi bức ảnh này cho bạn gái cũ RT. Ngay sau đó, Ati đã có động thái trên Facebook cá nhân khi đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ về những chuyện xấu xí về mình đưa đến cho khán giả. Theo đó, anh chàng cảm ơn những khán giả của mình đã giúp cho ước mơ đưa nhạc tay ngang chạm đến từng trái tim của mọi người. Ati thừa nhận bản thân từng mắc sai lầm trong quá khứ, khiến nhiều người khó tha thứ. Hình ảnh không tốt trước đây đã làm ảnh hưởng tới những người yêu quý lẫn đồng đội của mình. Đặc biệt, Ati cũng gửi lời xin lỗi đến Binz và các thành viên Team Fly, tên đội Binz ở rap Việt. Em xin lỗi thầy vì hình ảnh xấu xí của mình đã làm hỏng đi sự kỳ vọng của thầy và cũng như làm ảnh hưởng tới những anh em trong fly. Chốt tâm thư, anh chàng nói rằng lẽ ra ở thời điểm cuối năm, RT phải cố gắng cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc, chứ không phải những câu chuyện xấu xí về mình đưa đến cho khán giả. Có thể nói, RT là một trong những thí sinh rap Việt sau khi chương trình kết thúc vẫn giữ sức nóng và được đông đảo các bạn trẻ mến mộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh chàng lại liên tục vướng những lùm xùm liên quan đến quá khứ. Bị bạn gái cũ tố yêu cô này hai tháng mới chia tay, cô khác với lý do lo cho sự nghiệp. Sau đó là lùm xùm nghi vấn hẹn hò với Huỳnh Anh đã khiến hình ảnh bị ảnh hưởng ít nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Kênh News 24 giờ nhé.